Thưa quý vị, hôm nay thì đợt không khí lạnh đầu tiên của tháng 11 bắt đầu tràn về miền Bắc, tiếp sau đó là một đợt không khí lạnh mạnh hơn. Dự báo trong khoảng thời gian này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ là từ 18 cho đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 5 tháng 11, trời chuyển rét. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết ngày 1 tháng 11, không khí lạnh tăng cường trở lại phía Bắc nước ta. Những ngày sau đó tiếp tục tăng cường yếu. Tới ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 tăng cường mạnh, sau đó lấn dần xuống phía Nam. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025, đặc biệt có thể xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm.